Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Mặt khác của Ronaldo hào nhoáng. Cuộc cạnh tranh giữa Ronaldo và Messi chưa bao giờ là chủ đề hết hot và theo như thống kê, siêu sao Bồ Đào Nha vẫn đang dẫn trước đối thủ về số lần nhận thẻ đỏ của mình. Cụ thể, trong suốt sự nghiệp, Ronaldo từng 11 lần bị trọng tài rút quyền thi đấu, trong khi đó Messi chỉ mới 2 lần bị đuổi khỏi sân. Con số trên thể hiện sự chênh lệch rõ ràng giữa hai ngôi sao hàng đầu thế giới. Cristiano Ronaldo từng bị đuổi ở cả 3 đội bóng mà anh khoác áo trong sự nghiệp. Trong đó, 4 lần là ở MU, 6 lần là Real Madrid và 1 lần bị rút quyền thi đấu tại Juventus. Hãy cùng Mr. Zero xem mặt khác của CR7 hào nhoáng nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Mr. Zero nào. Tạm biệt! His name is John C. Finish him. Cristiano Ronaldo là một ngôi sao đặc biệt, nói đúng hơn là khác biệt. Điều đó có lẽ thì ai cũng biết. Ngoài vai trò là người hùng trên sân cỏ, Ronaldo đôi khi còn khiến người hâm mộ không khỏi nức lòng bằng những hành động đẹp và cao thượng của mình. Ronaldo là một người giàu cảm xúc, điều đó chẳng có gì để nói. Thế nhưng, trong một vài thời điểm, ngôi sao người Bồ lại không thể giữ được bình tĩnh và nổi nóng với đồng nghiệp hay là đối phương trên sân cỏ. Và chắc chắn, đó sẽ là những khoảnh khắc mà sau này khi nhìn lại, CR7 chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại cư xử như một trẻ trâu như vậy. Có thể bạn đang nghĩ rằng tôi đang nói quá đúng không nào? Thế nhưng cứ sẵn sàng đi vì clip ngay sau đây sẽ cho bạn thấy được bộ mặt khác của Ronaldo hào nhoáng. Ở vòng 21 La Liga, Real bất ngờ để thua 0-1 trên sân Osasuna. Mandiani, biệt danh là súng trường, đã tỏ ra rất giận dữ khi Ronaldo hỏi anh nhận được bao nhiêu tiền từ Barca vì đánh bại được Real. Ở Tây Ban Nha có thông lệ, các đội bóng lớn thường thưởng công cho những câu lạc bộ đánh bại được kình địch của họ. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của các đồng đội, Cristiano Ronaldo và Mandiani có lẽ đã cãi nhau bằng tay chân. Trận này, Ronaldo bị Florenzi của Roma theo kèm sát sao. Đến phút 59, đôi bên xô sát khi Ronaldo không chịu đá bóng ra ngoài sân dù một cầu thủ chủ nhà bị đau. Florenzi không ngần ngại chửi thẳng vào mặt siêu sao Juve, trong khi Ronaldo đáp lại bằng việc ra dấu ngậm miệng lại, đồng thời giơ tay lên chế giễu chiều cao khiêm tốn của Florenzi. Tiền vệ Roma chỉ cao 1m73, thấp hơn Ronaldo nửa cái đầu. Theo báo chí Italy, CR7 muốn ám chỉ chú quá lùn để tranh cãi với anh. Siêu sao người Bồ cho rằng số 2 Milan đang cố tình cản đường mình nên mới thái độ như thế này đây. Trong khi Cafu tỏ thái độ lịch sự của một huyền thoại Brazil và AC Milan, thì Ronaldo lại có hành xử rất nông nổi của một chàng trai mới 20 tuổi. Thế mới thấy anh bãi nhà ta cũng đã từng có những thời trẻ trâu như thế nào. Nhìn thái độ thách thức cùng khuôn miệng liên tục tì như thế này mới thấy, ngoài kỹ thuật điêu luyện trên sân cỏ thì võ mồm của anh Bảy cũng không phải nhận vừa đâu. Thế nhưng cũng đừng vội nghĩ khi Ro 34 tuổi rồi anh sẽ khác. Bởi mới đây trong ngoại hạng của Juve, sau khi ghi bàn thắng trên chấm 11m, thay vì ăn mừng với đồng đội, anh chàng lại lao thẳng đến húc ngực của thủ thành Itaio như một hành động khiêu khích. Rồi sau đó cũng chính anh lùi cui đến để xin lỗi đối phương. Khi còn khoác áo Real Madrid, Ronaldo đã có lần bỏ bóng đá người. Anh chàng còn quyết liệt đến nỗi xoạc chân cho đối phương ngã lăn quay ra, bất chấp việc ăn thẻ là rất dễ xảy ra. Tình huống này là để trả đũa pha tỉ đè tranh bóng trước đó của Nacho Cassette, vì vậy anh bãi nhà ta chẳng thấy hối lỗi là mấy. We
show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. 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 Đôi khi bạn còn thấy Cristiano Ronaldo tình vì đến không ngờ, điển hình như khi lao ra đường biên để nhặt bóng, ngôi sao người Bồ đã tranh thủ dằn mặt được những cổ động viên đang chỉ trỏ ngón tay về phía mình để chỉ trích. Dĩ nhiên, hành động đó xảy ra rất nhanh và kín kẽ, nếu không tua chậm lại thì còn lâu người ta mới nhận ra. We show up in the party. Lần này thì Ronaldo suýt nữa thì bị hội đồng chỉ vì hỗn với Guardiola. Khi CR7 đang nỗ lực đưa bóng vào sân, Pep đã đón lấy bóng. Cristiano Ronaldo chạy tới, thuyền trưởng Barca, người nổi tiếng thông minh đã chơi một mẹo nhỏ. Ông hất quả bóng ra trước rồi nhanh chóng thu lại. Hành động trêu người này đã khiến Cristiano Ronaldo không giữ được bình tĩnh. Máu nóng bốc tam trường, anh lấy vai đẩy huấn luyện viên của đối thủ định nhanh chóng phát bóng lên. Trước tình huống này, thủ thành Van Dijk đã chạy tít từ khung gỗ tới trước mặt của Cristiano Ronaldo để nói lý luận. Đôi bên lời qua tiếng lại, suýt xông vào nhau. Cả Xavi và Alves cũng xông tới yểm trợ đồng đội, tình thế vô cùng hỗn loạn. Có lẽ anh bảy nhà ta đã nuôi hiềm khích với Barcelona từ khi khoác áo MU chứ không phải đợi sang đến Real Madrid. Chính vì vậy mà khi đối diện với đội bóng xứ Catalonia, Ronaldo đã hết lần này đến lần khác đốn hạ thủ quân đối phương. Puyol vốn nổi tiếng với tinh thần fair play, vì vậy chỉ nhìn vẻ mặt nhăn nhó của sư tử đầu đàn cũng đủ hiểu anh đau thực chứ không phải đùa. Không chỉ một mà đến hai lần để thấy Ronaldo chăm sóc Puyol đặc biệt như thế nào. Bất chấp những lời nhắc của Xavi, phải đến khi trọng tài rút thẻ vàng, Ronaldo vẫn giữ vẻ mặt hết sức bình thản. Trong những pha phạt góc, Ronaldo luôn là mối nguy hiểm đối với bất kỳ hàng thủ nào, bởi vì khả năng không chiến đáng gờm. Có lẽ vì điều đó mà các cầu thủ luôn luôn tìm mọi cách để tì đè, không cho anh bảy ngóc đầu lên đánh bóng. Con giun xéo mãi cũng quằn, anh bảy nhà ta quyết định vùng lên bằng cách đấm thẳng vào mặt đối phương. Vâng, tôi xin nhắc lại là đấm thẳng nhé, và sở dĩ nhắc lại là bởi vì nó chẳng khác gì là một đòn boxing cả. Sau một loạt những pha tranh đòn đó, CR7 cuối cùng cũng nhận được một món quà hết sức hậu hĩnh, đó là chiếc thẻ đỏ đến từ vị quân áo đen. Falling up, I'm falling down.
Mới nhìn qua, tôi cứ tưởng là cầu thủ bám theo sau Ronaldo đang ăn vạ bởi chẳng có một tác động nào do tình huống quá nhanh. Thế nhưng khi thử tua chậm lại mới thấy, rõ ràng ngôi sao bên phía Real đã dứt khoát cho cầu thủ đối phương mấy cái đánh yêu rõ mạnh. Dù quay lưng lại, nhưng anh bạn nhà ta vẫn tác không trượt phát nào. Lần này không chỉ boxing mà Ronaldo còn mang hẳn cả đấu vật ra trên sân cỏ. Thay vì đón bóng tới, số 7 của Real quay mặt sang hạ knock out đối phương một cách quyết đoán. Nếu trên võ đài thì có lẽ Ronaldo đã trở thành người chiến thắng, nhưng tiếc là anh đang trên sân cỏ và đây là bóng đá. Điều đó đồng nghĩa với việc ngôi sao người Bồ ăn trọn chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Nhưng trong anh chẳng có vẻ gì là e ngại, thậm chí còn có phần tự hào với cú ra đòn vừa rồi của mình. Vừa rồi chính là bản thành tích bất hảo trên sân cỏ của Cristiano Ronaldo. Đến đây, dù bạn có là fan cuồng của CR7 thì cũng chắc chắn là phải chấp nhận đôi khi siêu sao của chúng ta vẫn không thể giữ được cái đầu lạnh trên sân cỏ, đúng không nào? Theo bạn, khoảnh khắc nào của Ronaldo khiến anh muốn quên nhất đi trong sự nghiệp? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!